Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Yêu Cây nha. Thì ở đây mình vừa mua được một số cây kiển lá đuôi cong nha mọi người. Tất cả ở đây đều là đuôi cong. Thì mình mua được 15 loại. Thì mình mua ở nhà vườn. Nhà vườn này thì đóng gói khá là kỹ mọi người. Cây khá là đẹp. Thì đuôi cong này là một loại kiển lá, nó rất là đa dạng chủng loại nha mọi người. Chủ yếu thì mình chơi lá chứ nó hoa nó thì không đặc sắc lắm. Chủ yếu là lá thôi. Cây thì đây là cây con thôi mọi người. Mình thì không có tiền mua cây bự chứ gì á. Cây nó bự lên nó rất là to. Nó khoảng chừng nửa mét đó mọi người. Tùy loại, có loại cao, có loại thì khoảng 20cm. Thì khi cây mua về thì mình để ra ngoài khoảng chừng nửa tiếng sau mình mới tưới nha mọi người. Để cây nó không bị sốc nhiệt. Thì sau khi mà mình đã tưới rồi thì khoảng 2 giờ sau mình sẽ tiến hành mình phun thuốc. Mình phun B1 với N3M để cây nó mau hồi nha mọi người. Thì mình phun liều 1/3 của cái tên bao bì thôi. B1 thì mình pha khoảng 0.5ml cho 1 lít nước. N3M thì mình cũng pha khoảng 0.5g cho 1 lít nước luôn. Mình pha chung, sau đó thì mình xịt lên để cây nó mau hồi phục nha mọi người. Thì cứ 3 ngày mình xịt một lần. Mình xịt khoảng 3 lần là được. Thì cây đuôi cong này cũng dễ trồng mọi người. Có thể trồng nước hoặc là trồng trong chậu như thế này. Thì nó không có kén đất luôn. Chủ yếu là đất của mình phải được xử lý tốt thôi. Thì mình cùng chờ đợi nha mọi người. Thì sau 10 ngày thì những cây đuôi cong của mình nó đã bắt đầu hồi phục rồi nha mọi người. Và lá nó bắt đầu căng và nó bắt đầu ra lá mới. Thì mình tưới nước được, tưới phun thuốc được 3 lần rồi mọi người. Như những cây này thì nó bắt đầu đẻ nhánh luôn rồi. Thì cây phát triển rất là ổn định và đẹp. Thì mình tiếp tục tưới nước, chăm sóc khoảng chừng đến ngày 25 thì mình mới sang chậu nha mọi người. Để cho cây nó thích nghi tốt với cái khí hậu ở cái chỗ của mình. Đây là những cây đuôi cong của mình sau hơn 25 ngày nha mọi người. Khoảng 25 ngày rồi. Thì cây nó phát triển rất là ổn định. Thì nó cũng đẻ nhánh rất là nhiều mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình sang chậu. Cũng như là mình sẽ tách một số bụi ra để làm giống tiếp. Thì mình sẽ tiến hành mình trồng vào cái chậu treo nha mọi người. Thì cái chậu này cũng khá lớn. Ở đây có 3 cây của cái cây con đằng kia nha mọi người. Thì mình đã tách nó ra trước rồi. Thì tách khoảng, tại vì nó khá là trên bên mọi người, chợt nó không có dính dưới đất nữa nên mình cắt ra trước luôn. Thì mình sẽ trồng vào những cái chậu treo như thế này, đường kính là 22cm nha mọi người. Do nhà mình gà vịt được nó khá là nhiều nên mình phải trồng ở trên chậu treo, chứ trồng chậu treo nó cũng dễ dời nữa mọi người. Đó là lợi ích của chậu treo. Giá thể thì 50% cái phân lục bình bữa mình ủ, 25% muỗng dừa, 25% trấu nha mọi người. Thì mọi người không có cái phân lục bình thì mình có thể thay thế bằng phân bò cũng được nha mọi người. Nhưng mà mọi người lưu ý là tất cả các phân hữu cơ là phải ủ kỹ nha mọi người, không thì cây nó sẽ bị ngộ độc hữu cơ. Thì mình sẽ tiến hành mình trồng ra. Thì nãy mình vô đất trước nên giờ mình phải đào ra thôi. Thì mình sẽ lấy cây ra nha mọi người. Cái cây này mình sẽ giữ nguyên cái bầu nó, do nó cũng không có nhánh nhiều nên mình sẽ để mình trồng luôn. Tương tự với những cây khác luôn nha mọi người. Thì cây nào có nhánh thì mình sẽ tách. Nếu mà tách không được thì mình cắt ra nha mọi người. Chủ yếu mình nhưng mà lưu ý là mọi người phải để được một cái cây chính để coi vườn mình mới có cây trước cái đây nha mọi người. Còn nếu mà mình chơi ẩu qua nó chết luôn thì uổng. Thì bữa mình mua 15 cây mọi người, nhưng mà mình bị con gà nó nhảy làm chết hết một cây rồi. Thì nó còn 14 cây.
mình để khoảng 25 ngày là mình để hơi lâu, do mình muốn cây nó thích nghi cái khí hậu cái chỗ của mình tốt hơn nha mọi người. Nó sẽ không bị chết, dây rễ nó cũng ra ổn định. Thì mục đích của mình là vậy. Còn mọi người thì đem về khoảng chừng 10 ngày mọi người có thể ra chậu được. Nhưng mà mọi người để khoảng chừng 20 ngày trở lên thì cho nó chắc cú nha mọi người. Như cây này thì mình sẽ tách bớt hai cái nhánh hai bên của nó ra. Cái cây này thì mình độ phải cắt bằng dao chứ tách bằng tay không được rồi. Thì đuôi cong này nó có cái tên, mà tên tiếng Anh thì mình không nhớ nha mọi người. Một số thì có tên tiếng Việt, một số thì có tên tiếng Anh. Thì mình khi mà mình edit video thì mình sẽ ghi cái tên tiếng Anh lên cho mọi người tham khảo. Ghi cái tên nó chứ, tại nó có Anh có Việt, cho mọi người tham khảo nha. Cây này khá là đẹp nha mọi người, lá cẩm thạch luôn. Thường mà cái cây mà có màu màu vậy mình kêu lá cẩm thạch không. Thì mình sẽ tách hai nhánh bên ra, hy vọng là nó sẽ sống. Tại vì nó không ra rễ mọi người, như hai nhánh này nó không có rễ nên nó cũng hơi hiu. Thì mình sẽ tiếp tương tự, thì mình cứ giữ nguyên màu đất mình cho vào cái chậu mới là được. Thì mình sẽ làm tương tự với những cây còn lại nha mọi người. Thì khi mình tách cái cây này ra thì nó rất là thú vị mọi người. Thì nó có củ nữa nha mọi người. Không biết củ nó có gieo cây giống như củ lùng, củ ấu gì đó được không? Củ lùng chứ, củ ấu dưới nước mà. Thì mình thấy nó khá là thú vị. Củ cũng to lắm nha, không biết có ăn được không. Mà mấy cây kiển lá này tốt nhất mọi người không nên ăn nha mọi người. Theo mình tìm hiểu thì những cái cây mà chơi kiển lá trong nhà thì tất cả nó đều có độc, do nó có chức năng nó lọc không khí đó mọi người. Nên nó lọc chất độc trong không khí, nó tích lũy trong cây nên cây nó có độc. Sau khi mình đã sang chậu xong rồi nè mọi người, thì cũng được hơn 15 chậu nha mọi người, do có mấy cây thì mình trồng hẳn ra chậu luôn. Còn đây là những cây con mình tách ra được, khá là nhiều luôn. Trung bình là một cây bự bên kia thì mình cách tách ra được một cây con nha mọi người. Thì mình sẽ tiến hành treo lên để cho cây nghỉ, cũng như sẽ tưới nước và phun thuốc để cây hồi phục nha mọi người. Sau khi đã ra chậu thì mình sẽ tiến hành mình treo lên, rồi mình tiến hành mình phun thuốc dưỡng lại cây nha mọi người. Thì những cây con trong kia thì mình đã pha thuốc mình xịt rồi nha mọi người. Đây là những cây mình treo, thì mình sử dụng thuốc là B1 cũng như N3M. Thì B1 này thì mình sử dụng B1 Thái nha mọi người. Trên thị trường nó còn một loại B1 nữa, thì mình cũng có thể sử dụng cái loại đó luôn bình thường nha mọi người. Thì cứ pha 1ml B1 cho 1 lít nước, N3M thì 2g cho 1 lít nước. Mình pha chung thì rồi mình xịt lên cây để cây nó mau ra rễ cũng như nó hồi phục cây đẻ nhánh cho mình. Thì mình sẽ tiến hành mình xịt thuốc nha mọi người. Bình thuốc mình pha sẵn rồi. Thì B1 với N3M này thì nó cũng là phân bón lá bình thường thôi, nên mình không cần sợ đâu mọi người. Chỉ cần mình tuân thủ một số nguyên tắc là mình đeo khẩu trang với mình tránh xịt vào người. Đó là nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón lá. Tuy nó không có hại nhưng mà mình cũng phải kỹ nha mọi người. Thì mình xịt như thế này để cây nó mau ra rễ và đẻ nhánh mới. Thì những cây đu công này mình thấy khá là đẹp nha mọi người. Thì mình mua những cây về thì mình chủ yếu trồng trang trí Tết cũng như là giữ giống để sau này kiếm thêm
kiếm tiền làm YouTube nha mọi người. Sau này có khi mình có nhiều mình chia sẻ, mọi người nhớ ủng hộ nha. Thì mình cũng trồng lấy kinh nghiệm thôi. Đây là lần đầu tiên mình trồng những cái loại kiển lá như thế này. Trước mình trồng môn, trồng mấy cây khác không mọi người. Chưa, tự nhiên gần đây mình thích cây đuôi công này hơn. Ở đây thì đây là hai cây sen hôm của mình. Đây là những cây cẩm cù. Vườn mình là cẩm cù bao la luôn, gần 100 chậu rồi mọi người. Còn đây là hai cây đuôi công mình có trước nha mọi người. Trồng trước đó rồi thì mình có quay clip hai cái cây đuôi công đó luôn. Khá là đẹp luôn. Thì ok rồi mọi người. Như này thì mình cứ phun thuốc ngày 3 lần. Ủa, 3 ngày một lần chứ. Thì mình phun khoảng 3 lần là được. Và cứ tưới nước để chờ cây nó phát triển cũng như đẻ nhánh thôi. Thì ở đây mình chơi có 3 môn rồi mọi người. Mình trồng cây thì mình chỉ có trồng kiển lá là đuôi công. Rồi cẩm cù, cẩm cù thì khá là nhiều. Kế tới là xương rồng, cuối cùng là một vài cây lan cho vườn thôi. Đó là do mình ở nhà gà nó khá là nhiều nên mình không có trồng được nhiều loại cây nha mọi người. Qua năm thì mình sẽ cố gắng mình rào nó lại, mình trồng thêm những loại cây nữa. Còn những cái clip trước mình làm ở trên trường nên mình trồng được khá là nhiều nha mọi người. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái cây đuôi công này vào những cái clip sau nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại trong video sau.